Chào mừng các bạn đến với kênh Lucy Channel. Hôm nay Lucy sẽ là một chiến binh, một vị anh hùng đi giải cứu những nàng công chúa đó. Theo cái tên game là vậy á. Còn có là anh hùng hay không thì chưa biết nữa. Mới vô mà thấy cấp cho Lucy cái cành cây, sao Lucy đi đánh giặc được đây ta? À quên, lộn, không phải đánh giặc mà là đánh quái vật để giải cứu công chúa. Trời, thấy hiệp sĩ nào cũng cầm kiếm không à. Sao có mỗi Lucy cầm cái cây gỗ gì trời? Ý, ở đây có mấy cái hình người nộm nè. Chắc mấy người nè để mình tập luyện đây. Ủa mấy bạn ơi, sao để nâng kỹ năng lên để còn đi đánh giặc vậy? Đây nè, đánh vô cái ông người nộm này nè để mình nâng kỹ năng. À đúng rồi, đánh như vậy đúng không? Hiểu rồi, trời ơi, sao có người mà bu đông đen vậy? Thôi, để Lucy đi tìm hiểu khu này đó nha. Wow, đây có nguyên cái tháp luôn. Đây nè mấy bạn. Trời ơi, chỗ trên này hả? Tuyên dương những vị anh hùng đã cứu nhiều công chúa nè. Ôi, trời ơi, cái kiếm kìa. Wow, cái kiếm đẹp quá. Một cái là cần 600 cái viên kim cương. Một cái là cần 1.200 viên kim cương. Wow, trời ơi, sao nhiều quá vậy? Ý, còn đây là cái bảng để mình nâng cấp máu nè, khả năng chiến đấu, tốc độ đánh và sự may mắn nữa. Rồi, vậy là cho mình thành một chiến binh á. Còn về cái menu vũ khí, trời ơi, cái cành cây của Lucy á có độ sát thương chỉ có 5 mà. Có nghĩa là đánh ra chỉ có 5 thôi. Đâu để mình coi cái bảng các công chúa coi. Trời ơi, công chúa Cirilla nè, là mình cần phải tiêu diệt 20 con quái vật thì mình sẽ cứu được cô này. Cô Katia là phải tiêu diệt 300 con quái vật. Cô Echo là phải 5.000 con quái vật. Gina, trời ơi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Có tổng cộng 10 công chúa. Rồi, muốn cứu mỗi công chúa là độ khó khác nhau. Mà công chúa dễ nhất chính là công chúa đầu tiên này, Cirilla, phải tiêu diệt được 20 con quái vật lận. Wow, vậy là bây giờ mình phải luyện tập kỹ năng chiến đấu rồi mấy bạn ơi. Để luyện tập kỹ năng xong sau đó mình giỏi rồi mình mới đi tiêu diệt được. Đây, đó, một lần á, cái cây của mình đánh ra được 5 lực thôi. Đó, cái điểm kinh nghiệm của mình mỗi lần được 5 kinh nghiệm, nó cộng lên nè. Khi mà mình được 166 kinh nghiệm thì nó sẽ cho mình tăng lên một level. Bây giờ Lucy mới có level 1 à. Trời, còn cái bạn Gojo này tới level 6 luôn rồi nè. Ui, bạn cứu được nàng công chúa rồi kìa. Wow, hay quá. Ui, vậy là bạn này được lên level 6 là cứu được công chúa rồi đó. Ai, bạn ơi, sao lên được level 6 hay vậy? Bạn phải vào trong cái bãi luyện tập trong này nè, trong đó có nhiều quái vật lắm. Vậy hả? Đâu, để Lucy vô thử nha. Đợi em vô với chị. Hello Hằng. À, em cũng level 1 hả? Vô chung với chị. Trời ơi, thì ra là những cái con zombie. Wow. Ui, nó đâu ra nhiều vậy? Trời ơi, em đếm tới 11 con lận chị. Trời ơi, sao nó nhiều quá, mà nó mạnh nữa. Ây da. Rồi, cái HP là cái màu đỏ là mạng của Lucy á. Nó tụt về hết là Lucy sẽ bị bắn. Rồi, vô đây mình đánh nè. Mỗi lần mình tiêu diệt mấy cái con này là điểm kinh nghiệm mình sẽ lên. Ê, vòng qua vòng lại Lucy được lên level 3 rồi nè. À, trời tặng. Không sao, đó là bãi luyện tập. Mình cứ mình tập ra tập vô vậy hoài cũng không sao đâu. Trời, bây giờ tới cái con zombie kiểu gì vậy? Sao nó có một mắt thôi? Ây da, trời ơi. Ôi, bên kia cứu được nàng công chúa rồi kìa. Còn có nuôi thú cưng nữa chứ. Ây, mình lo mình đánh thôi. Wow, ở đây có nhiều chiến binh quá à. Trời ơi, còn gặp mấy cái con quái vật này là quái vật gì đây nữa? Không hiểu nổi. À, tụi nó ra nhiều quá là mình tặng liền à. Nhưng hôm sau, điểm kinh nghiệm mình lên rồi kìa. À, mình còn được tặng điểm đây nữa nè. Rồi, mình sẽ có điểm á, mình được 6 điểm, mình sẽ nâng cấp sức mạnh nè, độ mạnh của vũ khí của mình nè, rồi tốc độ nữa. Rồi, Lucy sẽ tăng lên. Ok. Ý, nãy giờ đếm Lucy đã tiêu diệt hơn 20 con quái vật. Lucy đã giải cứu được nàng công chúa đầu tiên, Cirilla. Ôi trời ơi, công chúa đẹp quá à. Em chúc mừng chị Lucy. Em được level 11 luôn rồi nè. Trời, nhanh vậy. Chị mới level 8 à. Chị cứu được nàng công chúa nè. Chị đủ tiền rồi đó. Chị qua chị đổi kiếm đi. À, mua kiếm đi hai. Chứ đánh bằng cái cây này biết chừng nào mà thắng nổi.
Ơi, vô giá 1.000. Ôi, không biết cái trứng này ấp ra cây kiếm gì đây nữa. Ô, được một cây kiếm kìa. Ồ, cây kiếm common. Để coi kiếm này có độ sát thương là bao nhiêu nha. Ồ, 16 luôn. Hồi nãy cái cây của mình có 5 mà. Vậy là cái cây này á là đánh được tới 16 lần là quái vật nó sẽ mau bị thương hơn. Mình sẽ nhanh tiêu diệt nó hơn á. Ôi, cảm ơn Lucy đã cứu công chúa nha. Không có gì, bây giờ công chúa hãy theo Lucy đi. Mình vào trong mình luyện tập tiêu diệt bọn quái vật để tăng điểm kinh nghiệm mình mới cứu những công chúa khác được. Ok. Ấy Lucy cẩn thận, nó ra đến 21 con lần kìa. Không sao, để Lucy và Hằng sẽ tiêu diệt bọn chúng. Các công chúa cứ đứng đằng sau đi nha, cho an toàn. Ôi mình sợ quá à. Trời ơi, con gì vậy? Con mèo, quái vật mèo, quái vật mèo. Không sao, công chúa đừng sợ nữa. Đã có Lucy bảo vệ rồi. Hằng ơi, phụ đánh bên này nha, Lucy đánh bên này. Dạ, chị Lucy. Ôi, bây giờ là 9 con mèo luôn. Ôi, mình là công chúa, từ đó giờ mình toàn ở trong cung điện không à. Đâu bao giờ bước ra ngoài mà còn gặp quái vật như thế này đâu. Thật là đáng sợ. Không sao, công chúa yên tâm đi. Lucy đang luyện tập nè. Lucy giờ cũng mạnh rồi, tới level 10 rồi đó, nên công chúa yên tâm nha. Thật là đáng sợ quá à. Không sao, bây giờ mình đã có thêm điểm để Lucy ra tăng cái level lên đã. Lucy đã liên lạc được với vua cha của công chúa rồi. Công chúa hãy về cung điện đi nha. Bây giờ Lucy sẽ đi giải cứu tiếp một nàng công chúa nữa, tên là Cathy. Vì Lucy đã tiêu diệt được 300 con quái vật rồi. Ôi trời ơi, công chúa này đẹp quá vậy. Chứ sao, thấy mình có đáng yêu không? Ôi công chúa ơi, công chúa rất là đáng yêu luôn. Công chúa đeo cái cài có hình cái tai nè. Rồi đằng sau có một cái đuôi dài màu trắng nữa, y chang một con hồ ly trắng nè. Vậy đây là nàng công chúa hồ ly. Đúng rồi, ta là công chúa đó. Vậy công chúa có sợ không? Ta không có sợ đâu. Không, để Lucy vô thử cái chỗ bán động vật thử nha. Bán mấy con bét á. Trời ơi, mua 5.000 được một con lừa. Con này có thể giúp cho mình tăng 10% đồng tiền kìa. Con kangaroo thì tới 10.000. 10.000 đồng rồng thì nó sẽ tăng 20% số tiền. Ồ, ngoài ra còn có con ngựa vằn nè, con kỳ lân, con rùa. Ôi, nhiều quá ha. Trời ơi, mua mấy cái này thì á sẽ tiêu diệt được hết tất cả các quái vật luôn á. Công chúa đã sẵn sàng chưa? Chuyện gì vậy Lucy? Sẵn sàng chiến đấu với quái vật để chúng ta còn mau giỏi lên, để còn đi tiêu diệt bọn quái vật để cứu công chúa nữa. Còn đến 8 công chúa nữa lận. Được, ta đã sẵn sàng. Rồi, tấn công. Ôi, công chúa hồ ly này á có vẻ gan dạ hơn công chúa lúc đầu ha. Công chúa lúc đầu thấy thì bị quá. Còn công chúa hồ ly này rất là mạnh mẽ nè. Bởi vì ta là công chúa hồ ly mà. Công chúa tiến lên. Ô, lần này là 3 con mèo. Rồi, bây giờ nó tăng lên rồi, 6 con. Công chúa hồ ly cẩn thận, đứng sau Lucy nha. Ta không sợ. Trời ơi, sao nhiều quá vậy? Đâu, để công chúa đếm thử coi. 21 con lận. Hả? Trời ơi, đến 21 con mèo. Con này là những con quái vật mèo nè. Nó đã bị thôi miên rồi, cho nên những con mèo này rất là hung dữ. Ồ, nó cào kìa. Lucy bị tuột máu rồi. Cái ống đỏ đỏ là máu, coi như là sinh mạng của mình á. Còn cái ống ở phía dưới E, X, B là kinh nghiệm. Lucy mà đạt đủ kinh nghiệm thì Lucy sẽ tăng level. Nếu mà Lucy đạt được 1.618 thì sẽ tăng lên level 13. Phải không, như không vậy á? Ôi, con này là con gì vậy? Công chúa hồ ly biết không? Ôi, nó là con quái vật một mắt kìa. Ý, mình lên level 14 luôn rồi đây. Này thì trời ơi, sao mấy con này nó to dữ vậy? Hình như càng về sau là cũng là mấy con này mà nó bự khổng lồ luôn nè. Nên cái sức mạnh của nó mạnh kinh khủng luôn. Lucy cẩn thận. À, tặng. Sao Lucy ổn không? Dạ ổn, nhưng mà công chúa ổn không vậy? Ta ổn, có Lucy là người chiến đấu mà. Mình thua bởi vì á, cây kiếm của mình yếu á. Nếu mà mình có đủ tiền á, mình sẽ mua thành cây kiếm mạnh hơn. Trời ơi, muốn cứu được công chúa tiếp theo á, phải tiêu diệt 5.000 con quái vật lận. Mà mình mới có 565 con à. Vậy mình phải chiến đấu thêm rồi. Đâu, bây giờ vô trong tiệm mà để coi nó bán cái gì vậy. Ồ, nó bán kiếm kìa, nhưng mà mắc lắm, mình đâu có mua nổi. Vậy giờ sao công chúa? Có gì xài đó thôi Lucy ơi.
Bây giờ kiếm Lucy còn yếu thì Lucy phải tập luyện nhiều để có tiền, rồi mới mua được cái kiếm mới được. Ôi, Hằng, em cứu được công chúa số 4 luôn rồi hả? Công chúa mặc bộ đồ đen này nè. Dạ, em lên level 16 rồi đó chị. Ôi nhanh vậy, chị mới level 14 mà. Chắc chị vừa cứu công chúa, chị vừa quay video cho mấy bạn fan coi á, nên chị chơi chậm hơn em. Ờ, cũng có thể ha. Đâu đâu mình vô trong danh sách các công chúa mình coi thử. Ý, công chúa áo đen nè, tên là Gina. Mình đã đủ điều kiện để cứu công chúa rồi, 1-1 nè. Bây giờ mình sẽ cứu công chúa Gina đây. Wow, công chúa Gina này nhìn mặc bộ đồ mạnh mẽ quá vậy. Quần hộp nè, áo cũng áo hộp nè. Đúng rồi, ta rất là mạnh mẽ. Cảm ơn hiệp sĩ Lucy đã cứu ta. Ôi chị Lucy, chị cũng cứu công chúa mặc đồ đen giống em hả? Đúng rồi. Wow, hai công chúa y chang nhau luôn. Ôi, bây giờ tụi mình sẽ vào chiến đấu nha. Các công chúa cẩn thận. Bình tĩnh không? Ta rất là bình tĩnh, ngày xưa ta còn bắn súng mà. Ôi vậy hả, vậy chúng ta chiến đấu thôi. Tiêu diệt những tên quái vật. Trời ơi, bây giờ là những con zombie. Những con zombie này hung dữ quá. Trời ơi, đến 21 con còn bự khổng lồ nữa kia. Lúc đầu nó ra những con nhỏ nhỏ đàn em không à, bây giờ nó ra những con bự quá. Ây da. Này thì. Trời ơi, quái vật mèo. Những cái con quái vật mẹ nó đã bị thành tinh rồi. Công chúa ơi, công chúa ổn không vậy? Được được, tao ổn, tao ổn. Nhưng mà từ đó giờ tao chưa bao giờ đi đánh quái vật như thế này. Mặc dù á, ta rất là mạnh mẽ, đi luyện tập bắn súng nè, đánh kiếm, nhưng mà gặp quái vật như vậy thì chưa. Không sao công chúa ơi, cứ gặp hoài thì sẽ quen à. Cố lên, cố lên. Chúng ta gần chuyển qua level rồi. Yeah, mình lên level 16 luôn rồi nè. Trời ơi, lại là những con quái vật màu đen này. Đó, nó mới vừa xuất hiện ra, nó nhỏ xíu à. Nó là đàn em mà. Một hồi á, nó ra toàn là con khổng lồ không à. Nè nè nè, cẩn thận cẩn thận. 21 con luôn. Công chúa ơi, cẩn thận. Không sao không sao, ta có cái cây ta đánh thụ nè. Ây, càng đánh nhiều á thì Lucy mới được tăng số tiền và tăng số viên kim cương. Cố lên cố lên. À trời ơi, tặng rồi. Mình vẫn chưa đủ rồi mấy bạn ơi. Mỗi lần vào trong cái chỗ đánh quái vật á, mình sẽ được tăng lên level. Nhưng mà ý Lucy, Lucy, ẩm ẩm. Cái chuyện gì vậy công chúa? Nặng quá. Không 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 không. Ta không muốn vào trong đó nữa đâu. Đừng có vào. Ủa, hồi nãy thấy công chúa mạnh mẽ lắm mà. Ta mạnh mẽ nhưng mà ta chưa bao giờ vào trong đó. Thấy nãy Lucy bị thua, ta sợ. Không sao không sao. Ơi, Lucy đủ tiền rồi, để Lucy vào mua một cái trứng cho nó ấp ra một cái cây kiếm thiệt xịn coi. Ui, giờ mình được cây kiếm hiếm rồi nè. Hy vọng á, mức độ đánh của nó cao hơn. Wow, đúng rồi mấy bạn ơi. Cây kiếm hồi nãy là sức mạnh có 16 thôi, còn bây giờ được tính 25 luôn nè. Công chúa, công chúa. Lần này á, cây kiếm của Lucy xịn rồi. Sẽ tiêu diệt được bọn quái vật cho mà coi. Mình sẽ tăng sức mạnh của mình lên hả? Tăng sức mạnh và tốc độ. Tốc độ mình đánh á. Thôi còn công chúa Echo này á, mình cần phải tiêu diệt 5.000 quái vật. Bây giờ mình mới được 778 à. Còn lâu lắm. Thôi công chúa áo đen này chịu khó nha. Đi theo Lucy đi. Khi nào Lucy liên lạc được với gia đình của công chúa sẽ về. Và Lucy sẽ đi giải cứu công chúa khác. Nhanh nhanh đi. Từ đó giờ ta chưa bao giờ đánh quái vật to như thế này. Vậy thì công chúa cứ đứng sau Lucy đi nha. Lucy sẽ bảo vệ. Này thì mệt quá mệt quá. Ê ẩm ta, con mèo to quá, ta sợ. Công chúa buông tay ra, để Lucy đánh á. À trời ơi, công chúa không chịu buông tay. Lucy đâu cầm kiếm đánh được đâu, nó đánh Lucy bị thương rồi nè. Còn có nửa ống máu à. Công chúa đừng có sợ, có Lucy nè, thấy chưa? Đó, Lucy bây giờ đã cầm cái kiếm mạnh rồi, tiêu diệt nó được à. Nhưng mà ta muốn ra ngoài, ta không muốn nhốt trong này nữa. Ê công chúa buông ra. Ây da. Trời ơi, công chúa cứ ôm Lucy làm Lucy không cầm kiếm đánh được. Cứ bị mấy con quái vật mèo nó tấn công hoài à. Thôi giờ công chúa chạy đi. Núp đằng sau lưng Lucy nè. Lucy nhớ phải bảo vệ ta đó. Thôi công chúa phải mạnh mẽ lên. Giống như lúc đầu vậy đó. Mình gặp nó hoài là mình sẽ quen à, không có gì phải sợ đâu mà.
Trời ơi, Lucy, Lucy bị thương rồi kìa. Ống máu Lucy còn có tí xíu à. Không sao, không sao, đây là sân luyện tập mà. Không có sao đâu, hết máu mình ra mình hồi sinh trở lại. Trời ơi, bây giờ những con quái vật mèo to hơn nữa kìa, nó xuất hiện rồi kìa. Ui da, ui da. Rồi, chuẩn bị, Lucy tặng đây. Ở trong máu à. Ủa, vô nữa hả Lucy? Phải vô nữa chứ. Mình vô mình mới tăng điểm kinh nghiệm lên, mình mới tiêu diệt được, rồi mình mới giỏi lên thì mình mới cứu được công chúa khác chứ công chúa ơi. Wow, hiệp sĩ Lucy giỏi quá à. Trời ơi, những con quái vật này nhìn giống như ba cái đầu vậy á. Có hai cái đầu trên cánh tay nó đó kìa. Hả, con gì vậy? Trời ơi, con blue kìa. À, trời ơi, không ngờ ở trong này lại có con blue nữa. Ôi, đến 11 con luôn. Tiến lên, tiến lên. Trời ơi, mấy cái con bự á, nó mạnh đến 120 lần. Có nghĩa Lucy phải đánh hai cây kiếm nó mới tiêu diệt được. À, trời ơi, nó mạnh quá. Cây kiếm Lucy yếu quá. Gặp quái vật khổng lồ á, là phải đánh hai kiếm nó mới tiêu đời. Cho nên Lucy sẽ bị thương. Lucy, Lucy, Lucy đừng vào trong đó nữa. Mình không muốn vào đâu. Trời ơi, công chúa ơi, công chúa cứ bắt Lucy ẩm hoài á là không được đâu nha. Lucy còn phải đi tập luyện nữa chứ, mới giỏi võ được. Hay là giờ Lucy tập luyện ở ngoài đi. Nè, có mấy hình nộm nè, Lucy tập đi. Hey, tập như vậy hả? Tập về á, lâu tăng điểm kinh nghiệm là lâu lên level lắm. Thôi Lucy tập ngoài này đi, cho an toàn. Thôi mình vào bên trong đi nha công chúa. Thôi, đừng có vô, đừng có vô mà. Ai, trời ơi, công chúa ơi, công chúa phải mạnh mẽ lên chứ. Thôi được, biết rồi, biết rồi. Giờ Lucy đủ tiền rồi, để Lucy đi qua cái chỗ trứng mà bán 5.000 nè. Lucy sẽ mua một cây kiếm mạnh hơn, rồi mình vào trong đó nha công chúa. Ok, ok, vậy mình đi đi. Hẹn các bạn video tập sau là tập 2 nha. Bye bye các bạn.